Và nó chạy không dây, phần không dây rất là tốt. Xin chúc mừng, nó đạt danh hiệu V, excellent. Chắc là này theo đúng thứ tự rồi. Trong thời điểm xong cái lúc này thì nó cái bộ lông của nó không có được đẹp lắm bởi vì nó đang thay lông. Nó có kích cỡ trên trung bình và cái thể lực của nó trung bình và nó rất là chắc chắn, chắc khỏe. Nó rất là có, nó có cái đầu rất là ấn tượng, có bờ vai bình thường, có bờ vai dài, bình thường dài và cái phần phía sau, phần thân của nó phía sau dài. Máy mông cần dài thêm nữa. Có nguồn lực và phát triển tốt và phần thân trước rất là tốt. Đây là nguồn. Phần các gốc chân trước tốt, thấy đi tới và đi đuôi tốt. Nó di chuyển rất là tốt nhưng mà nó cần phải thể hiện là lúc là nó đi nó luôn luôn thể hiện tốt. Nhưng mà nó có bị ngắt quãng giữa chừng thỉnh thoảng. Được danh hiệu V. Chúc mừng. Con chiến thắng. Con chiến thắng hôm của nhóm này là số báo danh 123. Là một con cái có rất là có cái tính khí rất là dễ thương, rất là tốt. Và nó luôn luôn thể hiện là nó muốn thể hiện show trong cái sân thi. Trong một khoảng thời gian. Nó là một con to, có cái kích cỡ trung bình. Có mảng màu rất là đẹp. Có đầu rất là đẹp. Cái bờ vai nó tốt và nó dài. Mái mông dài và đúng vị trí. Có ngực rất là, tỷ lệ ngực rất là tốt. Nó chỉ mới có 2 tuổi thôi thì nó cần sự phát triển tốt hơn nữa. Nếu mà nó có đứa con thì nó sẽ phát triển rất là tốt hơn và nó đẹp hơn nữa. Có phần thân trước rất là tốt. Cánh tay đòn trên thì cần phải có cái góc nó tốt hơn. Có góc chân. Nó cái cơ bắp của nó rất là tốt. Tổng thể là nó chạy rất là đẹp và nó di chuyển rất là đẹp, nó chạy rất là đẹp trong sân và nó thể hiện rất là tốt. Tôi quyết định là nó được VA. Dạ, cho tràng pháo tay cho VA của Việt Nam ngày hôm nay. Congratulations VA 1 female. The trophy is on the end. Okay.